What? Chào đồng chí, tôi có nhiệm vụ ra cho đồng chí đây. Chào sếp, nhiệm vụ gì ạ? Đồng chí hay đến căn nhà số 5 của khu đô thị Hào Phong bắt một nhóm đối tượng đang đánh cờ bạc, mang hết số tiền và bắt giữ về cho tôi. Thưa sếp, rõ. Ok sir, let's go. I don't think so. Mấy em, lên đây. Come on. Don't worry, he'll get it. Okay. Nice. Okay. Số tiền đây anh em. Yeah, okay. Xe hợp tức. Đây rồi. Giờ làm nào. Ê, ê, đồ này. What? Uh-oh. What? I hear him. I'll come with you. Là xử lý nó thế nào sếp? Hai đứa mày đi bắt nó về cho tao. Okay sir, let's go. Wow! Yeah! Ha ha ha! Ha ha ha! Hey! Yeah, okay. Em chơi anh lâu chưa? Em cũng mới chờ thôi mà. Thôi, chúng ta đi chơi đi. Sớm tham gì? Xỉ nhỡ chứ? Không được. Tao có cái riêng của tao. Alright. Nó đang đi với người yêu nó. Đợi tí nữa mình sẽ ra bắt người yêu nó về. Okay, let's go. Tí, xem có chuyện gì đấy. Anh ơi, em muốn uống nước quá. Em khát nước. Em khát nước à? Ừ, thế em đứng đây nhá, để anh đi mua nước cho em. Mày thấy chưa? Con bố nó đi rồi. Mình nên tóm con bố nó về thôi. Đi đâu rồi nhỉ? Đi đâu rồi? Thưa sếp, bọn em đang về. Roger that. Tốt lắm, cho họ vào phòng. Rõ. Okay. All clear here. Vì người yêu mày, bố mày mất nhiều tiền lắm rồi đấy. Mày liệu đấy. Yeah, okay. Alo. Mày Vinh không?
Đúng, tôi đây. Ai đấy nhở? Cái Trang đang ở trong tay tao. Mang 10 triệu đô đây. Cứu nó. Hả? 10 triệu đô? Làm sao tôi có được? Không có à? Oh boy. Không có đấy là sao đi. Hả? Alo? 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 What happened? Không ổn rồi. Chúng mày để nó tao xuống canh gác. Yeah, okay. Okay, let's go. Mày cứ liệu hồn đấy. Attack them now. Headshots. Hey. Go, go, go. Huh? Mày tận số ấy con ạ. À. Oh no. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh ơi, dậy đi mà. Ha 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 ha.